Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video đến mọi người cùng ngắm cái bông năm cánh trắng phú quý. Cái này thì nó có một bông ở trên này thôi, chứ nó cũng không có nhiều bông. Nhưng được cái là bông của nó cũng rất là đạt. Bông của nó thì màu sắc khuôn hoa nó rất là chuẩn. Cánh bay, cánh sát. Cái này cánh rất dày. Dày giống như là cái cây kiểu phiến á. Cánh dày. Cánh dày và bung rất là đẹp, cánh bay cong. Anh chị ạ. Cánh bay rất là đẹp. Thì đây là cái cây năm cánh trắng phú quý anh chị ạ. Cây này cây phú quý thì nó có hai cây. Một là cây mũi trắng, hai là cây mũi màu. Cây này là cây mũi màu là cây phú quý hòa bình. Còn cái cây mũi trắng thì nó là cây đắt tiền hơn cây này nhiều. Cây phú quý mũi trắng thì chắc phải sang năm nhà em mới có hoa. Chắc phải năm 2021 là sẽ có hoa. Chứ năm 2020 là không có hoa. Cây phú quý mũi trắng nó cũng rất là đẹp. Còn đây là cây phú quý hòa bình anh chị nhé. Đây là năm cánh trắng phú quý hòa bình, là một trong những cây cũng rất là đẹp. Mời anh chị cùng ngắm. Rất là đẹp. Cái này thì nó là mắt hồng, mũi hồng và môi tuyết rất là đẹp. Môi tuyết có nghĩa là môi trắng và nó có nhiều những cái, mình hay gọi là những cái lông tơ này. Đấy, lông tơ như kiểu là của áo choàng rất là đẹp, mùi hoa nó rất là đẹp tuyệt vời. Đấy là cái cây năm cánh trắng phú quý anh chị ạ. Thì em sẽ, cái này thì nó có một cái đặc trưng hơi chút, để em quay xuống thân lá nó còn vài nụ. Thân lá của nó đây chút anh chị nhé. Đây, đây thân lá của nó anh chị ạ. Nó có một cái lá lỗi này, y như cây phú thọ vậy. Y như cây phú thọ anh chị ạ. Lá của nó đây cũng khuyết đầu lá này. Không nhiều nhưng nó cũng ít. Lá của nó đây cũng khá là giống phú thọ. Và nó có lá lỗi y như phú thọ. Nhưng còn cái việc mà lá lỗi hay không lỗi thì không quan trọng anh chị nhé. Đấy nó cũng chỉ là một trong những cái đặc trưng cơ bản của cái cây lan phi điệp thôi. Lá lỗi hay không lỗi không quan trọng. Cửu Long em cũng nói rồi. Hay những cái khuyết lá hay độ to nhỏ lá, phi điệp rất là khó nhìn lá và gần như là không thể nhìn được anh chị ạ. Rất là khó, nó chỉ có một số cái đặc trưng cơ bản thôi. Cái này thì mới đầu ra của nó, thân thì nó cũng hơi đục đục. Nó có ngấn anh chị nhá. Mới đầu hơi có ngấn. Thân già sẽ hơi có ngấn, nhưng còn mới đầu của nó lên này là sạch sạch chăm chăm. Nhưng càng về già của nó thì thân nó càng có hơi có đục đục ở cái ngấn nó một chút. Nó như kiểu cái mắt trâu á. Anh chị nhìn này. Đấy, nhìn cái mắt đốt của nó này, hơi có ngấn gì. Đấy. Còn thân của nó sạch sạch chăm chăm anh chị nhá. Chẳng qua là khi nó già lên rồi thì nó lên hơi ngấn một chút này. Anh chị nhìn ạ. Đấy. Hơi ngấn một chút đây thôi. Khi về già nhá, còn cái non của nó sạch sạch tuyệt đối. Đây này, lên mầm non nó sạch sạch tuyệt đối anh chị ạ. Đấy, nó cũng có thể có lá lỗi như phú thọ. Đấy. Còn đây thì nó có vài nụ nữa, 4 cái nụ nữa. Còn đây là cái mặt hoa của nó. Mời anh chị cùng ngắm lại cái cây năm cánh trắng phú quý. Rất là đẹp. Mùa tuyết. Nghe cái tên năm cánh trắng phú quý. Phú quý là yêu rồi. Phú quý hòa bình. Rất là đẹp đúng không? Đấy thì mời anh chị cùng ngắm cái cây này. Những cái đặc trưng của nó, mắt hồng, mắt là mắt hồng, cánh trắng, cánh sáp, cánh bóng. Cánh bay ra sao. Rất đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Anh chị cùng ngắm cái bông năm cánh trắng phú quý này. Sau em xin phép dừng video ở đây. Xin cảm ơn các anh chị các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người.